Kính thưa quý vị, có một đồng đạo hỏi chúng tôi về tín nguyện hạnh như thế nào. Thì xin thưa quý vị, đây là ba cái món tư lương. Thì vị đồng đạo mà hỏi tôi vấn đề này thì vị này chắc là chuyên niệm Phật rồi, cho nên mới hỏi về cái tín nguyện hạnh. Vậy thì tín nguyện hạnh Đức Thầy viết ở đâu và nghĩa lý như thế nào, áp dụng vào cái phương pháp tu hành gì, thì đây là yếu tố mà chúng ta cần phải bàn. Như vậy thì trong khuyến thiện mà Đức Thầy viết năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy viết từ cái đoạn là lòng thương chúng tiếp phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, mới ta là chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ với cuộc luân hồi 10 câu. Như vậy thì cái chữ tín nguyện hạnh thì nằm trong cái câu giảng mà cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành để đạt kết quả là được cứu cánh về nơi an dưỡng. Vậy thì tín nguyện hạnh nếu nói theo Tịnh Độ Tông, theo triết học Phật giáo, thì đây còn gọi là ba món tư lương, tức là chuẩn bị cho xong ba món tư lương này, tức là hành trang. Nó gồm có quần áo, đồ ăn, thức uống, tiền bạc, để giúp cho chúng ta trên cái con đường về cõi Phật. Ba món tư lương. Vì vậy cho nên trong kinh mới có câu là đường đây đi Tây Phương 10.000 dặm xa thai, tư lương nếu đầy đủ lo gì chẳng đến ngày. Vậy thì con đường hành giả đi từ đây về cực lạc, nó gian nan, nó khổ khó, cũng như là đường viền trang mà thỉnh kinh vậy đó. Nhưng mà nếu ai có đủ ba món tư lương này, có lương thực, có quần áo, có thuốc mang, có tiền bạc đầy đủ hết, thì tôi tin chắc rằng chúng ta đến nơi. Mà đây là ba món gọi là tín nguyện hạnh. Như vậy thì ba món này áp dụng ngay vào cái phương pháp tịnh độ, đưa áp dụng ngay vào cái pháp tu về niệm Phật, để giúp cho hành giả thăng hoa trên cái lộ trình giải thoát đến cõi cực lạc. Như vậy thì tín là gì? Thì cũng xin mượn từ điển để giải nghĩa đồng đạo. Tín là tin, mà trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật dạy là tín di đạo nguyên công đức mẫu, tín là mẹ của công đức, tức là tín là mẹ đẻ sinh ra công đức đó đồng đạo. Như vậy thì hôm nay đức tin thì nó sẽ giúp cho chúng ta được sinh được nhiều cái công đức, và hơn thế nữa, có đức tin thì chúng ta mới thẳng con đường đi đến cái cõi giải thoát mà Đức Thầy nói là cứ một đường thẳng bắn mà mê đó, ôi chừng đó mà làm một nhiệm, hoặc là cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá đối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới, mà Thầy dạy trong cái vấn đề là chánh tinh tâm. Như vậy thì tin ở đây có nghĩa là đập vỡ mọi cái sự nghi ngờ, mọi cái sự ngờ vực trong nội tâm của chúng ta. Nếu như cái người không có đức tin thì thường thường trong lòng còn nghi ngờ, còn ngờ vực trên con đường tu của mình. Mà Thầy dạy tu hành mà mãi năng nghi, sợ ta gạt gẫm cũng kỳ, tu hành mà mãi năng nghi, sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Tức là nếu thiếu đức tin thì chúng ta vẫn còn ngờ vực. Vì vậy cho nên người mà có đủ đức tin rồi sẽ đập tan, đập vỡ cái sự ngờ vực, và chúng ta bắt đầu có một cái sự tin. Tin cái gì? Thứ nhất là tin có cõi Tây Phương cực lạc. Nếu như hôm nay hành giả chuyên trì tịnh độ, chuyên niệm Phật mà không tin có cõi Phật, không tin có cõi Tây Phương cực lạc, thì chúng ta công nghiệp tu hành chúng ta sẽ đổ vỡ. Bởi vì mình không tin cõi cực lạc, không tin Đức Phật A Di Đà, thì trên đường tu chúng ta không đạt kết quả. Phải nói rõ vấn đề là chúng ta sẽ bại trận, thất bại tại chỗ này thôi, chứ chưa bao giờ bàn đi xa được nữa. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải tin có cõi cực lạc. Vậy thì cõi cực lạc có ai thấy không? Xin thưa là chưa thấy. Chỉ có Thầy chúng ta thấy thôi. Thầy chúng ta là Phật, Bồng Lai Điên Giải có ngôi, Tây Phương cực lạc cùng ngồi tòa sen. Chỉ có Đức Phật Thích Ca thấy thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên giới thiệu cảnh cực lạc, giới thiệu Đức Phật A Di Đà. Vậy thì bây giờ nếu như không tin cõi cảnh cực lạc, không tin Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng tin Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhân vật lịch sử, là con người thật, tu hành thật, đắc quả thật, ở tại thế gian này thật, trên dưới 49 năm truyền đạo. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ông Phật bằng xương bằng thịt, gọi là nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử còn rõ ràng đến ngày giờ này. Và người thứ hai, Đức Thầy chúng ta, Đức Tôn Sư chúng ta, Ngài từ bên cõi Tây Phương trở về đây. Vì vậy cho nên Ngài cho biết rất rõ sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả Bồ Đề trường thọ, mà còn lan lỏi xuống hồng trần đang chịu cánh chế khen. Do đó cho nên hôm nay chúng ta cũng phải tin theo Đức Thầy. Bởi vì Ngài rành đường rồi, Ngài ở bển rành đường, Ngài trở về đây để độ chúng ta, thì không có lý do gì mà chúng ta lại không tin. Mình phải tin Ngài. Cho nên chính vì chúng ta tin Đức Thầy
tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bên cạnh đó chúng ta phải tin luôn Đức Phật A Di Đà, tin cõi cực lạc là có thật, có thật, thì đấy là đức tin thứ nhất. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải tin vào cái sức của mình, tức là chúng ta phải tin vào cái sự niệm Phật thành tâm của mình để đạt được đến chỗ như tâm bất loạn, để đạt được ở chỗ bản là thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta phải tin như vậy. Chứ nếu như hôm nay trên đường tu mình không có tin niệm Phật mà mình cứ sợ không à, niệm Phật cứ thấy mình niệm không nhất tâm, cứ sợ mình đó là nản lòng thối chí không thì không đạt kết quả. Như vậy thì cái quan trọng chúng ta phải tin sức mình sẽ niệm Phật được về cực lạc, để sanh cực lạc. Mà trước tiên khi về cực lạc, muốn về Đức Phật A Di Đà thì trước tiên chúng ta cũng phải tịnh ngay cái tâm của mình. À, gọi là chúng ta đắc được, gọi là tịnh ở chỗ ngay cái tâm của mình, đắc được là Tây Phương tại tâm, cực lạc tại tâm. À, như vậy thì chúng ta mới đạt được kết quả. Thì đấy là đức tin đó. Tin. À, đây là một cái món tư lương đầu tiên không thể thiếu trong cái hành giả về cõi Phật. Rồi cái thứ hai đó là nguyện. Cái chữ nguyện ở đây tức là tha thiết, là mong cầu. Vậy thì nguyện ở đây không phải chúng ta phải lập một cái bài nguyện lễ mở gì đó. Thì xin thưa rằng đây là cái việc dư thừa. Bài nguyện của thầy đã nguyện, đã dạy chúng ta là nay con nguyện có ăn năn làm lành lấy giữ quy theo mấy ngày tôi hiện thế Phật đạo thầy dạy rồi. Hay hoặc là mắt nhìn trần đó niệm Di Đà nguyện vái thân này khỏi đọa xa muôn đạo hồng quang oai đức Phật soi đường minh thiện đến long qua. Thì đức thầy đã dạy bài nguyện rồi, chúng ta không cần thêm chép thêm một bài vở của ai hết để làm phá rối cái sự tín ngưỡng mà đức thầy đã dạy rất rõ trong cái điều tâm quyết của ngài. Vì vậy cho nên chữ nguyện ở đây đạt về lý là đồng đạo phải mong cầu, phải tha thiết được sanh về cực lạc, mong cầu tha thiết cũng như là nhớ mẹ, nhớ cha, mong được về với quê cha đất mẹ. Ở đây quá đau khổ rồi, cho nên hôm nay tu nguyện là dứt phát tôi không còn tạo nghiệp nữa, tu nguyện là dứt phát tôi làm lành, tu nguyện là tôi quyết dứt phát là cúng lại, tu nguyện là tôi ăn chay và tu nguyện là tôi phải niệm Phật thành tâm để được Đức Phật trước tôi về cảnh giới an lạc. Tha thiết mong cầu. Vì vậy cho nên chính vì cái lòng tha thiết mong cầu của chúng ta đó mà chúng ta sẽ đạt kết quả đồng đạo. Còn nếu như hôm nay chúng ta tu hành mà không tha thiết mong cầu, tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm, nửa muốn đi nửa muốn ở thì xin thưa là không được. Lúc mà nghe là Đức Thầy nghe thuyết giảng thì muốn đi lắm, nhưng mà sau khi buổi thuyết giảng đó rồi thì lúc bây giờ, sau khi mà không nghe là Đức Thầy nữa thì lúc bây giờ là quên. Vì vậy cho nên vấn đề này rất là nhạy cảm, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mình phải luôn luôn nhắc nhở tâm mình. Mình giống như một cái đứa con đi lạc cha lạc mẹ từ lâu lắm rồi, giờ này mai thay Đức Thầy chỉ đường dẫn lối, cho nên chúng ta phải quay về với cha mẹ của mình, phải tha thiết mong cầu được như vậy, thì đó gọi là nguyện đó. Và cái thứ ba là hạnh, gọi là hạnh, mà Đức Thầy dùng cái từ là phụng hạnh. Vậy thì khi có đức tin, khi mong cầu tha thiết rồi thì yếu tố thứ ba không thể thiếu là chúng ta phải thực hành. Lúc bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng một cái sự nghiệp của mình, xây dựng một cái tòa lầu đài Phật quả của mình bằng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì đó gọi là hạnh. Vậy thì cái phương pháp hành này chúng tôi cũng đã trình bày rất là nhiều. Ở đây chúng ta chỉ đưa ra một số khái nét thôi, bởi vì đây trả lời câu hỏi chú giải từ ngữ, không phải là một cái bài thuyết trình. Đồng đạo muốn cần thì nghe lại các cái chuyên đề trong tịnh độ hành trang về cõi Phật, hay hoặc là các cái đề tài về tịnh độ tôi nói rất là nhiều lần ở các diễn đàn khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ chia sẻ một phần nào đó thôi. Như vậy thì tôi thường phân ra cách niệm Phật, phương pháp hành đạo nó gồm 4 bước, tức là 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sau mỗi thời cúng chúng ta đều niệm Phật, cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là niệm cái bài Tây Phương 37 chữ, tức là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Phật Đục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Vô Lậu Chúng Sanh A Di Đà Phật. Thì khi một lúc thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một lúc chúng ta niệm cái bài Tây Phương 37 chữ này, nó thay đổi với nhau để chúng ta không nhàm chán, thay đổi nhau để chúng ta đừng buồn ngủ, thay đổi nhau để chúng ta đánh thức vào cái tư tưởng của mình cho nó tỉnh. À, cho nó luôn luôn ghi nhớ câu lục tự trải dài trong khi chúng ta ngồi niệm Phật. Thì đây là giai đoạn ban đầu, giai đoạn này gọi là tập sự. Và từ giai đoạn ban đầu này chúng ta mới thực hành thêm phương pháp giai đoạn thứ hai, đó là trong tư tưởng quay nghi. Vậy thì sự niệm Phật nó không còn ở một đích điểm, ở một cái điều kiện là ngồi nữa, mà lúc bây giờ là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Thì lúc bây giờ bất cứ nơi đâu, bất cứ giờ nào, bất cứ làm việc gì, chúng ta cũng đều niệm Phật trong tâm, trong mọi tư tưởng quan nghi của mình. Tức là chúng ta ăn cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, làm cũng niệm Phật, giặt đồ cũng niệm Phật, vác bao cũng niệm Phật, ngồi máy tính cũng niệm Phật, vân vân. Thì chúng ta lúc nào cũng là
niệm Phật trong tứ tướng quan nghi, tức là đêm ngày nhớ Phật vô thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Thì đây là cái phương pháp mà cái giai đoạn thứ hai. Và từ giai đoạn mà niệm trong tứ tướng quan nghi, lúc đầu nó chưa nhừng, nhưng khi mà lâu ngày nó nhừng nhuyễn rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đạt ở giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phải đó là bắt đầu chúng ta chứng được sơ quả đây. Giai đoạn này gọi là niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn. Thì khi mà chúng ta đạt ở chỗ nhất tâm bất loạn, lúc bây giờ không có còn tạp niệm nữa. Thì giai đoạn này phải nói là cực kỳ khó. Trong đạo chúng ta mà người nào đạt được giai đoạn này thì xin thưa quý vị rằng đắc đạo rồi đấy. Chúng ta có thể là có một cái dấu hiệu biết được ngày giáng sinh đó. Nhưng mà đối với tịnh độ của Đức Thầy dạy chúng ta là một cái tịnh độ mà Đức Thầy lồng ghép vào đây là trong thiền có tịnh mà trong tịnh có thiền. Vì vậy cái phương pháp tu hành mà chúng ta đạt được, ngoài cái việc giải thoát ra thì Đức Thầy còn đưa chúng ta đến Bồ Tát hạnh. Chẳng những Bồ Tát hạnh, Đức Thầy còn đưa chúng ta đến Đại Thừa. Vì vậy cho nên ngoài cái việc niệm Phật nhất tâm ra giai đoạn thứ ba, thì hành giả phải đạt cái đoạn thứ tư, tức là giai đoạn này gọi là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để lòng của mình nương tới đó mà được thanh tịnh, chẳng còn chừng nghiệm chẳng ai. Thì đây là giai đoạn quan trọng. Giai đoạn này chúng ta đắc được Bồ Tát đồng đạo à. Giai đoạn này khi mà chúng ta tìm được chủ nhân ông, khi mà bản lai diện mục đã hiện tự tâm, lúc mà chúng ta là quay về với tự tánh thanh tịnh của mình, phản quan tự kỷ bổn phận sự nhờ câu luật tự, mà lúc bây giờ chúng ta tìm được tánh cũ của mình, tìm được Phật tánh của mình, lúc bây giờ chúng ta tự tại rồi, tâm chúng ta là Phật rồi, tánh chúng ta là Niết Bàn rồi, lúc giờ chúng ta tự tại an lạc an nhiên, không có còn ô nhiễm nữa. Thì đây mới là cái giai đoạn mà thầy nói là thân tí còn tục mà tâm liền có mê, là chỗ này nè. Phải đạt ở cái chỗ bản lai thanh tịnh thì tâm mới liền có mê được. Thì lúc này chúng ta đã chứng thánh đạo rồi, chứng được tứ thánh mà quả đâu, mà cái quả vị này là rất là cao, phải nói là Đại Thừa Phật giáo, đắc được quả vị Bồ Tát thì nó không hết. Thì đó là chúng tôi cũng đưa ra một số khái niệm tín nguyện hạnh để đồng đạo chúng ta thấy rõ, để mình cố gắng thực hiện. Vì vậy cho nên phải thực hiện được điều này thì Đức Thầy mới dạy cho chúng ta biết thêm là cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành. Thực hiện được nhất tâm tín nguyện phụng hành thì chúng ta mới đạt được cứu cánh về nơi an dưỡng. Tức là lúc này chúng ta mới được về an lạc quốc, về nơi an dưỡng. Và Thầy khẳng định nếu ai thực hiện được điều này thì chỉ một kiếp, một kiếp này thôi, một kiếp niệm Phật có ba món tư lương tín nguyện hạnh, cứ nhất tâm một kiếp này thôi, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, một kiếp một niệm Phật, một kiếp một có tín nguyện hạnh, thì chúng ta thoát mê đồ dưới cục luân hồi. Một kiếp này nhất định chúng ta sẽ thoát mê đồ dưới cục luân hồi. Kính thưa đồng đạo, nó không hết. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc câu hỏi. Qua cái sự trình bày thì cũng rất mong quý vị công minh cầu độ tổ thầy đóng góp thêm. Thì chúng tôi cũng xin hết sức là cảm ơn quý vị đã đặt ra câu hỏi, cho nên chúng tôi mới có phương tiện để trả lời. Thì xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.